Mấy ngày nay, nhiều hộ trồng cây ăn xoa tại Cam lộ rất vui mừng khi những diện tích ăn xoa đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch. Ăn xoa thu đến đâu, xe của các cơ sở chế biến cao đến thu mua đến đó, tiền cũng được trả ngay tại ruộng với giá 12.000 đồng một kg. Gia đình ông Tiết trồng 3 xào ăn xoa, thu hoạch được hơn 3 tấn, thu về hơn 36 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lạc và trồng sắn bước đầu trồng ấy thì coi như chưa có kinh nghiệm nên trồng hơi thưa bởi vậy cho nên cái công chăm sóc coi như hắn làm cỏ nó tốn nhiều nhưng mà sau một năm mà được coi như huyện thu mua thì tôi thấy rằng cây cây an xoa này có như cái năng suất coi như đạt hiệu quả tốt hơn tất cả các cây nông nghiệp khác hiện tại cây an xoa cho thu hoạch đợt đầu tiên với diện tích 3,5 hecta đây là loại cây dễ trồng dễ chăm sóc và rất ít sâu bệnh sản lượng khoảng 40 tấn một hecta Với giá thu mua như hiện nay, sau khi trừ các chi phí, nông dân thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Đầu tư trồng một hecta cây ăn xoa mất khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch kéo dài đến hơn 10 năm. Hiện huyện Cam Lộ đã mở rộng diện tích cây ăn xoa lên đến 14 hecta Hướng tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng với diện tích khoảng 15 hecta đồng thời là xây dựng một kỳ quy trình để mà trồng cây an xoa trên địa bàn huyện Cam Lộ Và quy trình này cũng là uh, mời Hội đồng khoa học của uh, tỉnh Cùng tham gia để đánh giá Năm ngoái, sản phẩm cây an xoa đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ Mở ra nhiều thuận lợi cho việc thu mua 3 tiêu sản phẩm cây an xoa Cho người dân trên địa bàn huyện Cam Lộ Đồng thời tạo cơ hội để sản phẩm dược liệu Cam Lộ tiếp tục xuất khẩu ra thị trường thế giới với số lượng nhiều hơn